Xin chào quý vị và các bạn, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là màng PE khổ 5,5 phân. Đây là một thùng gồm có 360 quận. Anh chị em nhìn nhé, một thùng là 365 quận. Anh chị em có thể đặt mua hàng, chị lấy cho em cái tem. Anh chị em có thể đặt mua hàng bằng cách là liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài của đóng gói tiết kiệm.vn 0839575757. Đây tôi xin review trực tiếp cho anh chị em nhìn này. Đấy, quận màng PE sử dụng rất là nhiều ở trong lĩnh vực nông nghiệp, và đặc biệt là những cái màng PE này còn sử dụng ở trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thì anh chị em nào làm ở trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì sẽ hiểu được là cái màng PE quận nhỏ này sẽ sử dụng vào cái lĩnh vực gì. Tôi lấy ví dụ như là có thể sử dụng vào các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở phun xăm, thẩm mỹ, vân vân. Thì anh chị em dùng rất là nhiều. Thì đây là quận 100g màng, 100g. Đấy, anh chị em nhìn nhé. Bản 5cm. Thì anh chị em có nhu cầu đặt mua thì có thể liên hệ với đóng gói tiết kiệm.vn để nhận báo giá tốt nhất ngày hôm nay và giao hàng ngay. Riêng kho của chúng tôi thì rất là lớn nên là luôn sẵn hàng, có thể giao ngay. Tổng đài 0839 575757. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.